Xin chào tất cả quý anh chị, hôm nay đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Hôm nay em Thành có một ngày thứ bảy quay cho quý anh chị một chiếc Ngọc Trinh siêu mẫu, chân dài siêu đẹp luôn cho quý anh chị nhé. Hôm nay tiếp tục em xin giới thiệu về một chiếc xe mới, và nó cũng là một chiếc xe thông dụng ở tại Việt Nam này thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu thông tin của chiếc C300 AMG. Chiếc xe này sản xuất 2017, đăng ký lần đầu 2018 nhé quý anh chị nhé. Con này có rất nhiều option, cộng thêm một chút độ ở bên ngoài nữa. Thì hôm nay em xin giới thiệu về thông tin là chiếc xe này là cá nhân một chủ từ đầu, biển Quảng Ninh 14A26686. Chiếc biển này thì nếu mà là biển ở dưới Quảng Ninh, họ nghĩ là biển mua không ạ? Nhưng mà thực ra là chủ họ bấm được chiếc biển này, có nghĩa là rất là lộc đến với chủ đấy ạ. Thì anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này mà để nguyên được biển này đi thì tốt quá. Thì hôm nay em xin giới thiệu thông tin của chiếc C300 sản xuất 2017, đăng ký lần đầu là 2018 nhé quý anh chị nhé. Chiếc xe này thì có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đỏ. Hôm nay mâm của C300 AMG 2017 đã được lên được mâm C300 AMG 2019 rồi. Nên là hôm nay anh chị mà quan tâm đến chiếc xe này thì chiếc xe cực đẹp luôn đấy quý anh chị ạ. Thì hôm nay em đi một vòng trên xe để giới thiệu quý anh chị về nước sơn của chiếc C300 AMG này. Chiếc C300 AMG này thì lắp ráp tại Việt Nam. Từ 2014 trở đi là Việt Nam đã được lắp ráp mẹp tại Việt Nam rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu là sơn này còn 99% nhá quý anh chị nhá. Xe còn rất là mới á. Xe rất là mới á, dán thể thao, sedan. 5 chỗ ngồi nhá quý anh chị nhá. Rất đẹp đúng không ạ? Từ nước sơn rất là mới. Đảm bảo cho quý anh chị luôn là xe này em đã kiểm tra chất lượng hãng rồi. Kiểm tra qua chất lượng hãng rồi. Thế nên là quý anh chị cứ yên tâm mà mua nhá. Thì nếu mà cảm thấy mà không yên tâm thì mình có thể chất lại. Và em sẽ bảo hành cho anh chị 6 tháng về máy móc. Thế nên anh chị cứ yên tâm mà đi lại nhá. Thì hôm nay em tiếp tục em xin giới thiệu là về phần đèn của C300 AMG này. Phần đèn của C300 AMG này có một tia LED ban ngày rồi. Đây, chạy dọc đây là tia LED ban ngày. Và đây là đèn xi nhan. Đây là đèn 2 bi LED rồi. Nó kèm theo chiếc mặt da lăng thể thao nhìn rất là đẹp. Đó. Cũng kèm theo một chiếc cam 360 bằng trước. Cản chrome rồi. Đó. Đèn này cũng vậy thôi. Thiết kế theo một cái lướt chắn gió ở bên dưới, có nghĩa là nhìn rất là thể thao đúng không ạ quý anh chị ạ. Và tiếp tục là mâm đã lên mâm 19 rồi. Đó, lên mâm 19 rồi. Lốp còn rất là mới. Cam 360 trên gương luôn. Và tiếp tục là em xin giới thiệu về phần nội thất của chiếc C300 này. Nội thất mẹt C300 thì mới thì gọi là siêu mới rồi, chứ không nói là gọi là mới nữa. Tại vì chiếc xe này chạy được bao nhiêu? 4 năm mà hiện tại chiếc xe này mới chạy được 55.000 cây. 55.000 cây nha quý anh chị nhá. Loa boom rồi, người nhớ rồi, lưới điện rồi, gương gập điện rồi. Vô lăng còn rất là mới đúng không ạ? Vô lăng còn rất là mới ạ. Lên màn hình rồi. Lên màn hình dài rồi. Hắt kính rồi, cam 360 rồi. Đèn auto bật tắt rồi. Bơm ghế lưng rồi. Và tiếp tục hôm nay em xin giới thiệu là về phần nổ máy của chiếc mặt C300 này. Vân carbon rồi này, quý anh chị này. Nhìn rất thể thao. Ngồi trong này thì nó cực kỳ thể thao rồi. Nó như một chiếc xe đua. Và hôm nay em chỉnh lên 55.000 cây nhá quý anh chị nhá, 55.000 cây. Ghế còn rất là mới á, ghế còn rất là mới, kèm theo một cửa nóc to.
Option thì vô vàn rồi, nâng hạ gầm này. Đấy, rất là đặc tính của chiếc C300 này. Đấy, cốp để đồ này, gió điều hòa này. Đấy, vô lăng họ đi rất là dữ ạ. Và chủ xe cũng rất là giữ gìn. Hôm nay em tiếp tục em xin giới thiệu phần khoang sau của chiếc C300 này. Khoang sau chiếc C300 này thì nó là gọi là siêu mới rồi. Vì thì gần như là không ai ngồi đâu quý anh chị ạ. Không ai ngồi ạ. Có cả rèm cơ rồi. Điều hòa 3 vùng độc lập rồi nhá quý anh chị nhá. Điều hòa 3 vùng độc lập rồi ạ. Còn rất nhiều những cái option chi tiết ở bên trong hệ thống. Thế nên là em chưa có thể là quay được cho anh chị chi tiết hơn. Nếu anh chị thiện chí đến 33 Lê Văn Lương gặp em Thành VH Auto sẽ chỉ cho anh chị chi tiết hơn về chiếc xe này. Chi tiết hơn về chiếc xe này có nghĩa là gì? Là bên trong hệ thống của chiếc xe này. Còn bên bây giờ em quay thì em chỉ quay hệ thống ở bên ngoài nổi bật thôi. Còn bên trong thì ít người được biết ở bên trong có những cái gì. Thế nên hôm nay em quay bên ngoài trước để cho anh chị tham khảo. Hai bô rồi. Đấy, C300 AMG nhá quý anh chị nhá. Lắp đủ xăng này. Lắp bình đủ xăng này. Đeo chỉ tất cả là toàn bộ là nguyên hết quý anh chị nhá. Đấy, đèn xin nhan trên gương này. Khóa cửa vân tay rồi. Rất đẹp đúng không ạ? Đó, hôm nay em xin giới thiệu phần là động cơ của chiếc C300 này. Động cơ của chiếc C300 này là động cơ 2.0 turbo, động cơ Tronic, hộp số 9 cấp nhá quý anh chị nhá. Hộp số 9 cấp rồi ạ. Còn là 2016 thì mới được 7 cấp thôi. Còn 2017 là bắt đầu 2017 là được 9 cấp rồi. Ốc cabo là keo chỉ còn nguyên 100%. Anh chị cũng kiểm tra qua chất lượng hãng đầy đủ nhá. Thế nên là cái vấn đề kiểm tra em không hề em gàn các anh chị mua xe cũ. Anh chị mua xe cũ nên kiểm tra qua chất lượng hãng. Vì để cho mình yên tâm hơn và mua một cái chiếc xe về để được chăm sóc cho tốt. Máy rất là mới nha quý anh chị nha. Máy còn rất là mới á. Chiếc xe này thì có biển kiểm soát là 14A26686, có nghĩa là biển tỉnh. Thì hôm nay em bán là về cái giá chiếc xe này là 1 tỷ 420 triệu. 1 tỷ 420 triệu nha quý anh chị nha. Chiếc xe này thì em bảo hành cho anh chị là 6 tháng về máy móc. Bảo hành cho anh chị rất nhiều cái nữa. Thế nên là anh chị nào cứ đến 33 Lê Văn Lương VH Auto để gặp em Thành này. Chiếc xe này có hỗ trợ ngân hàng quý anh chị nhá. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi clip của em. Xin chào và tạm biệt clip sau ạ.